Như tiêu đề của video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa có thể gọi là mới nhất của nhà MFK. Tiếng là mới nhất nhưng mà cũng đã gần một năm nay, và đến ngày tận bây giờ mình cũng có thể động chạm sờ mó em nó. Đấy là MFK 724. Đây là một chai nước hoa mà mình rất là muốn review. Tại sao? Bởi vì có hai lý do. Cái đầu tiên đó là như mọi người đã biết, hiện nay Kurt Jahn được giống như kiểu một giám đốc sáng tạo của nhà Dior ấy. Ông ấy không còn là hoàn toàn là chỉ mỗi công việc là cái hãng của ông ấy, đó là Kurt Jahn MFK nữa, mà ông ấy còn làm dạng như kiểu là người định hướng về sáng tạo cho cái mảng nước hoa của Dior. Đó thì mình rất là muốn biết rằng sau khi mà ông ấy nhận cái nhiệm vụ mới, công việc mới, thì ông ấy sẽ chăm lo cho cái hãng của ông ấy, cái những cái sản phẩm tiếp theo của MFK là như thế nào. Và cái thứ hai thì mỗi một nhà nước hoa đều có một cái thế mạnh làm mùi riêng, chứ không phải là tông nào, mùi nào, nốt nào họ làm cũng đỉnh. Và với MFK thì mình luôn luôn ấn tượng với những cái tông mùi dày, hơi đậm, ngọt, ngọt ngậy. Ví dụ như là 540 Grand Soir Oud, Oud Satin Mood hoặc là Oud Extract đó. Đấy đều là những cái tông mùi mà nó có một cái đặc điểm là ngọt ngậy và dày mùi. Và ở cái chai nước hoa 724 này thì, và một số những sản phẩm khác hiện gần đây, thì họ bắt đầu có cái xu hướng nó làm theo kiểu mỏng manh, thanh thoát. Thì mình cũng rất là tò mò, mình không biết rằng là cái mức độ nhần nhuyễn của họ nó sẽ đến mức độ nào. Cho nên 724 là một cái chai mà mình rất là muốn làm, tuy nhiên đến bây giờ mình mới có thể ra mắt được một cái video. Thì tất nhiên rồi, cũng giống như mọi lần, trong những cái video review mình sẽ chia sẻ những cảm nhận của mình về mùi hương, những cái ưu điểm, những cái nhược điểm và cái đánh giá cuối cùng của mình là có nên sở hữu chai nước hoa này hay không. Thì đấy là một nội dung, đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình, let's go! Giống như các cái đánh giá trên diễn đàn nước hoa Fragrantica và cá nhân mình cảm nhận, thì rõ ràng ở chai nước hoa này có ba cái nốt mùi mà khi mà mình xịt mình cảm nhận khá là rõ. Đó là mùi citrus, mà đây là cam bergamot, xạ và jasmine. Đấy là ba nốt mùi hương mà chúng ta có thể cảm nhận rất là rõ của cái chai 724 này. Thì thực sự mà nói, ở chai nước hoa này nó mang đến cho mình hai cái cảm xúc. Cảm xúc đầu tiên khi mà mình mới xịt chai nước hoa này, thì phải nói rằng nếu như có một cuộc bình chọn là chai nước hoa nào có một cái open note đẹp và quyến rũ, thu hút, thì thực sự 724 làm quá là tốt, làm thực sự rất là tốt. Bởi vì cái tông cam bergamot, và ở đây ở chai nước hoa này nó có sử dụng thêm AL2, cho nên khi mà chúng ta xịt chai nước hoa này, chúng ta cảm thấy một cảm giác cực kỳ là thư thái. Giống như mình vẫn nói với các anh em, cái tông AL2, cái mùi hương AL2 nó mang đến một cái cảm xúc rất là thư thái. Nó giống như cái buổi sáng tinh mơ, chúng ta mở cửa sổ ra, chúng ta có thể đi vào một khu vườn nào đấy, và cái không khí trong lành đấy nó làm cho chúng ta rất là sảng khoái. Thì cái AL2 luôn luôn là tạo cho mình cái cảm giác như thế ở bất kỳ một chai nước hoa nào có sử dụng nốt này đó. Và 724 khi mà mình mới xịt, nó mix cùng blend với cam bergamot, trái cây tuyệt vời, phải gọi là cực kỳ là thư thái. Thì ở cái cảm xúc lúc đầu của mình của chai nước hoa này, cái open note, phải gọi là dùng từ tuyệt vời, amazing kiểu như thế. Và sau khoảng tầm từ 20 phút bắt đầu cái dry ra, bắt đầu nó có những cái bước chuyển, thì jasmine hoa nhài, từ tầm khoảng 20 phút cho đến cái lúc cuối cùng của mùi hương, đó là tông mùi hoa nhài và xạ. Và rõ ràng rồi, hoa nhài và xạ thì nó sẽ tạo nên một cái tông mùi xà phòng, hay còn gọi chúng ta gọi là soapy, từ lúc đấy cho tới tận cuối. Thì thực sự là nó mang đến một cái cảm xúc nó hơi, nó thế nào nhỉ, nó hơi bị hẫng hụt đối với mình. Bởi vì
nó làm mình nhớ đến ví dụ như là Mugler Cologne hoặc là Tom Ford Derry Portofino, những cái chai mà đều có tông theo kiểu tông Shopee đó. Và ở 724 này cũng thế, một cái tông có thể gọi là giống như chúng ta vừa mới trong nhà tắm bước ra, rất là sạch sẽ và nó có thiên hướng nữ tính hơn là một gã đàn ông, một gã trai sử dụng, cho nên là nó làm cho mình hơi hững hụt. Mình thích cái open note của chai nước hoa này hơn là cái dry down. Cho nên tự chung lại, mùi hương của chai nước hoa này đó là open note, đó là một cái tông citrus, đây là cam bergamot, rất tuyệt vời, rất là thư thái. Và cái dry down là soapy, tông xà bông, xà phòng từ lúc đây cho tới cuối cùng luôn. Đấy, thì đấy là cái mùi hương của 724. Nói về ưu điểm của chai nước hoa này thì chắc chắn rồi, khi mà chúng ta nói về cái tông soapy, điều đó đồng nghĩa rằng nó sẽ dành cho những ai mà ưa thích một cái mùi hương nó không quá là vũ bão, nó không quá là ào ào, mà ở cái mức độ vừa đủ và sạch sẽ, thích hợp sử dụng trong những phạm vi không gian hẹp, indoor. Và đây, rõ ràng, đi làm, đi gặp gỡ ở trong một cái, gặp gỡ ai đó, chúng ta có công việc đi gặp gỡ ai đó và chúng ta muốn thơm tho, chúng ta muốn lịch sự, nhưng cái mùi hương nó chỉ ở mức độ vừa đủ thì 724 nó rất là phù hợp, bởi vì cái tông mùi nó thực sự đây không phải là một chai hoa có một cái sự phức tạp về mùi hương. Nó giống như kiểu là chúng ta sử dụng một cái loại nước xả vải nào đấy mà nó vẫn còn lưu lại trên quần áo chúng ta, thì 724 cũng kiểu như thế. Thì đầu tiên cái ưu điểm của nó là sử dụng trong phạm vi không gian hẹp và cực kỳ thích hợp nếu mà chúng ta sử dụng đi làm. Cái thứ hai nữa thì mình khá ấn tượng với cái hiệu năng mùi của chai nước này, mặc dù cái độ tỏa mùi của nó thì không phải là quá tốt. Trên da của mình thì độ tỏa mùi sau khoảng 2 tiếng, chỉ được khoảng 2 tiếng mà thôi đó, nhưng cái độ bám mùi của nó thì thực sự rất là bá đạo. Bám mình xịt đâu khoảng tầm 7-8 tiếng mà mình vẫn còn thấy trên da của mình. Có lẽ là bởi vì chai nước hoa này nó sử dụng một cái nốt mùi có cái độ bám mùi thần thánh, đó là jasmine, hoa nhài. Gần như mình không dám nói là 100%, thế nhưng phải tầm 60-70% những chai nước hoa nào có sử dụng nốt hoa nhài thì thường có một cái độ bám mùi rất là tốt. Thì 724 cũng không phải là ngoại lệ, bám rất là khủng khiếp, bám rất là xuất sắc. Tỏa mùi thì khá là tệ nhưng bám thì rất là tốt. Thì đấy là một cái, cũng là một điểm cộng của chai nước hoa này. Cái thứ ba nữa thì đặc biệt các chị em nào mà mỏng manh ưa thích những cái tông mùi nó kiểu nó nhẹ nhàng vừa đủ, dạng như kiểu là tiểu thư một chút, nhẹ nhàng một chút, thì 724 rất là phù hợp. Anh em mà chém to khoa mặn thì thực sự không phải là một cái sự lựa chọn lý tưởng cho chai nước hoa này. Nhưng các chị em nào mà bình thường mà chúng ta hay kiểu nói năng nhẹ nhàng tình cảm thì đây là một cái sự lựa chọn rất là phù hợp. Đó. Thì ba ưu điểm của chai nước hoa này đó là một sự lựa chọn rất là tốt trong không gian hẹp. Độ bám mùi rất là tốt, độ tỏa mùi thì không phải là không thể tính được. Và cái thứ ba là rất phù hợp cho các chị em mà chúng ta có một cái phong cách nhẹ nhàng. Là nhược điểm của chai nước hoa này, đầu tiên nó gần như là không quá là phù hợp cho các anh em chúng ta sử dụng, mình cho rằng là như thế, bởi vì không giống như Hermes H24, nó cũng là một cái tông giống như kiểu là Shopee, cũng hẳn là Shopee, thế nhưng mà cũng là một cái tông nhẹ nhàng. Tuy nhiên ở Hermes thì nó là giống như kiểu là một anh chàng rất là lịch sự, sạch sẽ, chứ còn ở đây thì nó lại quá thiên về nữ nhiều hơn là nam, cho nên điểm trừ đầu tiên đó là nó không quá là phù hợp với anh em đó. Cái thứ hai nữa thì với một cái tông mùi như này thì nó sẽ phụ thuộc khá nhiều vào cơ địa da. Ở đây có nghĩa rằng với những anh em nào mà cái tính chất da khô hoặc là bám kém thì thực sự chai nước hoa này có thể là một cái cú fail rất là lớn.
Mình cảm giác rằng với tông mùi này anh em nên thẩm trước khi mua, hoặc là mua chiết chứ không nên mua full, bởi vì mình cho rằng cái cơ địa sẽ quyết định rất là nhiều về cái hiệu năng của mùi hương của chai nước hoa này, cho nên chúng ta cũng cần phải hết sức là lưu ý đó. Thì tổng quát lại, chai nước hoa này có xứng đáng để sở hữu hay không? Thực sự đây là một câu trả lời rất là khó. Nhưng mà nếu như đứng trên phương diện là chúng ta là cánh mày râu của chúng ta và chúng ta quyết định mua chai nước hoa này, thì mình không cho rằng đây là một chai nước hoa xứng đáng. Rất là một, sẽ là một cái cú fail lớn nếu như anh em muốn sở hữu chai nước hoa này. Cho các chị em thì rất là tuyệt vời, 10 trên 10, mình cho rằng là 10 trên 10 nếu như các chị em sử dụng. Nhưng anh em thì chúng ta là một câu chuyện khác, và mình cho rằng sở hữu chai nước hoa này sẽ là một cái sự phi phạm, một sự phi phạm rất là lớn. Còn rất nhiều những cái chai nước hoa mà có một cái tông sạch sẽ nhưng vẫn là nam tính chứ không phải là quá là thiên về nữ của chai nước hoa này đó. Thì đấy là những cái cảm nhận của mình về MFK 724. Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại trong những video tiếp theo. Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt. Bye bye.